nhắc nhở bạn đầu tiên thôi, là mình sẽ chạy đúng đường, là mình sẽ cho ai. Con chạy đầu tiên nha. Và con phải chạy đúng cái đường mình chạy. Con chạy đúng đây nhá. Con không được sang kia nhá. Con không được đạp mức trắng, con không được sang đây, nếu không là con sẽ bị loại, là cả đội mình bị loại luôn. Cho nên con rất là quan trọng, cho nên cô Uka cho con cái trách nhiệm là chạy trước để mà chạy đúng cái đường này. Cô ơi cô, đọc các em là thứ hai là chạy ô số 1 nhá, không mà các em lại chạy ô số 2 số 3 lại chết đấy. Rồi đi theo chú Lịch nè, chú Lịch chỉ nè. Đây chú một đường, con một đường nào nhá. Rồi các bạn còn lại đứng xích vô nè, đứng xích vô đây. Các bạn còn lại đứng tại chỗ, chỉ một mình Thư chạy theo thôi. Nào đi nào, rồi đi. Đó, nào cô nào. Rồi đúng đấy, đến đây là trao gậy cho bạn nhá, ví dụ vậy. Rồi đến đây đưa gậy cho bạn, ok. Con nhớ nhá. Con chạy thứ hai. Con chạy thứ hai, con chạy nhanh nè. Mình sẽ sắp sao ta. Vô đây cô bạn, cái tiếp sức nè. Rồi, cô cần một bạn chạy nhanh. Bây giờ Khôi cho bạn chạy cuối, tại ở cuối có mấy bạn chạy nhanh. Nhưng mà cô cũng cần một bạn chạy nhanh để đứng giữa. Dạ con. Con nha, con chạy nhanh nha. Rồi, Khánh Vân, sau đó tới Bảo Ngọc. Rồi Khang, rồi tới Khôi. Cố gắng nha con, tại vì nếu như mà được thì các bạn chạy nhanh phải ở giữa để mà chúng ta rút ngắn khoảng cách đó, hiểu không? Mình phải có chiến lược. Bảo Nguyên ơi, con là chạy đầu tiên đó, nhớ không? Đúng cái làng của mình. Sau đó tới Mai Chi xong là tới Bé Kem rồi tới cô nghĩ nha, Bé Kem xong là tới con đi. Thế là vệ nhì với cả vệ nhất. Thế con để lại cái vị trí đấy đi. Rồi, vậy đứt bữa trước xem sao, còn lại đây. Hình xen kẽ lớn nhỏ không nhau. Mình theo sát được có hữu. Đúng rồi. Xong người cuối chạy nhanh thì mình mới vượt lên được. Đứt đi đầu. Xong là nguyên một cái đoạn giữa là chia ra cho bốn bạn này. Con đi thứ ba. Con phải đi con cuối. Cuối cùng là Simba đây. Simba chạy cực nhanh. Ủa con sợ, ủa Lâm Anh, con sợ Simba hả? Lâm Anh, cái quan trọng là con phải chạy hết sức của con. Đừng quan tâm ai hết, đừng nghe ai hết. Anh rất anh nghĩ chết nhanh hơn Simba. Không con kêu này tao bơi kêu khách thôi. Nghe cô nói nè, con đâu có đi một đâu, con đi một đội. Quan trọng là đội thắng mà. Con quan trọng Simba làm gì? Bây giờ Simba giỏi hơn con đúng không? Mà ví dụ ngày hôm nay con chạy tốt hơn, con giỏi hơn Simba thì sao? Sao con phải sợ Simba? Con chỉ cần suy nghĩ về bản thân con thôi, đừng suy nghĩ về Simba nữa. Mim Han, nghe cô mèo dặn, không có chạy vào cái đường xanh này nghe chưa? Con chỉ chạy trên cái đường của con thôi nha, đường màu cam thôi nha. Con biết màu cam là màu nào không? Màu cam số 2. Rồi, Mim Han chạy giỏi nha. Tập trung, cố gắng nè. Cột dây giày cho cẩn thận lại. Tí nữa, ráng chạy hết sức nha. Chạy thử xem nào, chạy tại chỗ, đúng rồi. Rồi, ok. Mời các đội trưởng đưa vận động viên vào vị trí. Sao đúng không? Tao ngồi nghỉ đi. Tao bảo chú con ngồi nghỉ được không? Con nói con chạy đi. Đâu có sao đâu, con cố lên được rồi. Tao có sức đó. Phước ơi, Phước, chút chi chạy được á, không có sức. Hồi nãy sợ con kia. Sao vậy? Thôi đừng khóc nữa con, nó sợ, nó sợ đứng lại. Ai sợ cũng lòng rồi chứ. Sợ cũng lòng. Mất tiêu rồi, nè cô là mất tiêu nó rồi. Thấy không?
Trời em sợ cũng lông. Sao rồi chút chi, con có muốn chạy không? Con chạy nổi không? Con chạy nổi đúng không? Rồi đi. Con chạy được không? Chắc chưa? Rồi ok, vậy càng tốt. Rồi vậy con trả lời tao, con muốn chạy không? Dạ có. Ok. Ban tổ chức xin điểm danh vị trí tham gia hạng mục đồng đội tiếp sức 8 x 100m của các đội: đội Tắc Kè Hoa, Gia Hân, Bảo Nghi, Tiểu Băng, Quỳnh Trang, Vĩ Thông, Anh Thư, Phúc Lâm, Gia Huy, đội Kiến Càng, Minh Đức, An Bình, Trúc Chi, Gia Bảo, An Nhiên, Gia An, Gia Khánh và Lâm Anh, đội Mèo Ngầu, Bảo Quyên, Mai Chi, Tuệ Giang, Bảo Ngọc, Minh Han, Khánh Vân, Phúc Khang và Simba. Rồi, số 1 vào vị trí. Tất cả các đội số 1 vào vị trí. Ở hạng mục đồng đội tiếp sức 8 x 100m, ô chạy số 1 đang là vận động viên Gia Hân đội Tắc Kè Hoa. Đường chạy số 2 đang là vận động viên Bảo Quyên của đội Mèo Ngầu. Đường chạy số 3 là vận động viên Minh Đức của đội Kiến Càng. Sẵn sàng. Chưa? Đi vệ sinh hả? Mắc lắm không? Rồi vậy đi, lẹ. Đi qua đây, đi qua đây, rồi dẫn đi số 2, số 2. Nhanh, Gia Khánh hết giờ. Bây giờ ai mất toilet đi liền. Tất cả chuẩn bị nhá. Sẵn sàng. Anh chụp cái cây nè. Vô đây nè, vô đây nè. Cố lên Trang ơi. Lại lên
Giỏi rồi, mình về nhì. Giỏi rồi, giỏi rồi. Con thích thử thách tiếp sức nhất, tại vì thử thách tiếp sức là nó có sự đoàn kết và sự đồng đội. Ban tổ chức xin thông báo để xác định số làng chạy cho các đội trong hạng mục thi cá nhân lần thứ nhất. Mời đại diện ba đội lên bốc thăm. Lâm mời chi vậy? Làm mời chi vậy? Ở thử thách chạy cá nhân 100m sẽ có 2 lần chạy, mỗi lần 3 vận động viên. Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 chiến binh tí hon có thành tích tốt nhất, tương ứng với huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Còn cứ chạy, có bao nhiêu chơi nhiêu, không có gì hết đó nha. Cứ tự tin thôi, nha. Cố lên nha, nha. Lần chạy thứ nhất của hạng mục cá nhân chạy cự ly ngắn 100m. Làng chạy số 1, vận động viên Lâm Anh, đội Kiến Càng. Làng chạy số 2, vận động viên Phúc Khang, đội Mèo Ngầu. Phúc Khang. Làng chạy số 3, vận động viên Phúc Lâm, đội Tắc Kè Hoa. Lâm Anh ơi, cô tin con, Lâm Anh ơi. Gia đình tin con, Lâm Anh ơi. Sẵn sàng. Để xác định số làng chạy cho hạng mục thi cá nhân lần thứ 2, mời đại diện ba đội lên bốc thăm. Chứ hồi nãy có cho được bốc đâu. Số 2 nữa. Ồ, số 3. Rồi vậy em khỏi bốc nha, nó có số 2 rồi. Dán đường gì nữa. Lần chạy thứ 2 của hạng mục cá nhân chạy cự ly ngắn 100m. Làng chạy số 1, vận động viên Gia Huy, đội Tắc Kè Hoa. Gia Huy cố lên. Làng chạy số 2, vận động viên Minh Đức, đội Kiến Càng. Làng chạy số 3, vận động viên Simba, đội Mèo Ngầu. Mình hiểu được là cái mong muốn của các bé là giành chiến thắng, nhưng mà các bé cũng có những cái khó khăn trong đường chạy. Lê Lộc cũng chỉ biết là ôm các bé, chia sẻ các bé, bởi vì mình biết là các bé đã chạy hết sức mình rồi.